Theo là Nguyên sẽ tiến hành giao lưu với cô chú với anh em mình một cây mai siêu bông Sài Gòn đã thành phẩm đó nè mọi người thấy không, chỉ cần rất là tròn luôn đó. Thì bây giờ đó, cái đế của nó là mọi người khá là to ha, đó quạnh đây tầm khoảng ba mấy, ba mươi mấy quạnh mọi người đó. Cỡ 32-33 vậy đó, rất là to nha đó. Rồi cái đế nè mọi người đi xuống nè, đây là cái phần trồng nè mọi người, nó trồng trên cái chậu cao nè đó. Thì đang nằm trong cái chậu là cái chậu dầu sáo lọt lòng nha, chậu sáo lọt lòng đó, để nè mọi người, tại vì khi quay trong ngoài mọi người không có hình dung được nè, để cái tay vô mới thấy nè, nó to lắm nha mọi người, rễ là cầm 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 xuống hết trơn, là bự bự không mọi người đó. Thì cái này để gì là tầm khoảng chừng 3 năm nữa mới thay chậu cho mọi người, 3-4 năm nữa. Bên đây thì Nguyên để nữa cắt bỏ cái này mọi người, nó thì có đế đó nè, họ thấy không, đặt hết trơn mọi người, nữa mình sẽ đẻo này bỏ nó, để rất là to luôn á mọi người. Bên đây cũng vậy nè, tại vì để cho nó nuôi cái thằng bên đây cho nó mau bự hơn nữa thôi, chứ không có gì nữa mọi người. Thì cái chiều cao cây mai này cũng khoảng tầm 20, 40, 60, 80 mét lên cỡ, mà trên cái điểm ngọn đây là tầm khoảng 1 mét đó cô chú anh chị mình đó. Quay gần quay xa cho cô chú anh em mình xem ha, nhìn cây cũng đẹp ha mọi người. Này là siêu bông Sài Gòn. Bây giờ cô chú này mình xem ha, mọi người thấy không, nhìn nè, cái chiều cao của cái đế này tầm khoảng hai mấy luôn, nó bự luôn mọi người. Để đế thì bích hết trơn, lên ghiêu rồi nè mọi người, là biết cái trồng lâu rồi ha, lên ghiêu ở trên nè, lên ghiêu nữa mà nó phủ lên một cái là nó xanh lên, nó cục cục rất đẹp mọi người. Để mà nuôi được ghiêu này á, thì đòi hỏi là phải là cái đàn của nó nhiều, nó che nắng được nha. Rồi chị em là có nhớ ý thích cái mai này thì liên hệ với Nguyên ha, hàng đẹp nha mọi người, nằm trong chậu sáo, như ngoài cái to á mọi người.